Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sơn Dương Đổi mới và Phát triển số tháng 11 năm 2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần tin phản ánh một số sự kiện và tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện là các phóng sự Sơn Dương thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2018-2019. Những nông dân thời hiện đại và phần cuối chuyên mục là phóng sự phát huy vai trò người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển vùng nguyên liệu mía năm 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2019. Năm 2018, tổng sản lượng lương thực huyện Sơn Dương đạt trên 86.000 tấn, bằng 101% kế hoạch, diện tích gieo trồng một số cây lương thực, cây màu và cây nguyên liệu giấy đạt vượt mức kế hoạch giao. Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương có chính sách ổn định cho cả giai đoạn, cơ chế linh hoạt công khai, công tác cung ứng dịch vụ, tổ chức dịch vụ, thu mua thanh toán nhanh gọn, đáp ứng nhu cầu của nhân dân vùng nguyên liệu. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và chỉ ra một số tồn tại hạn chế như diện tích mía hiện có chỉ đạt 84% kế hoạch, diện tích trồng mới, trồng lại mía nguyên liệu, diện tích giao trồng một số cây màu chưa đạt chỉ tiêu. Hội nghị đã thống nhất mục tiêu giải pháp để mạnh sản xuất nông lâm nghiệp và phát triển vùng nguyên liệu mía năm 2019, tiếp tục hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, quản lý khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi đảm bảo phục vụ sản xuất trong năm 2019, hướng dẫn các hợp tác xã đã chuyển đổi hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012. Theo chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, đến thời điểm đầu tháng 11 này, tổng dư nợ cho vay đối với xã Sơn Nam là một trong số 6 xã của tỉnh xây dựng nông thôn mới năm 2018 đạt gần 14 tỷ đồng là một trong 6 xã xây dựng nông thôn mới năm nay của tỉnh. Đến nay xã Sơn Nam huyện Sơn Dương đã đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Đạt được kết quả đó là do xã đã phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo hay khó khăn được tiếp cận về nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư làm ăn, nâng cao đời sống, thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Theo số liệu điều tra của ngành nông nghiệp Huyện Sơn Dương hiện có trên 21.000 con trâu, trên 12.000 con bò, gần 172.000 con lợn và trên 1,4 triệu con gia cầm. Đàn gia súc gia cầm chủ yếu được chăn nuôi theo hình thức quy mô nông hộ, dễ áp dụng và tận dụng được các nguồn nguyên liệu và phế phụ phẩm sẵn có. Tuy nhiên, chăn nuôi nông hộ hiện đang bộc lộ nhiều hạn chế như tình trạng chạy theo phong trào, khi thì bỏ chuồng hàng loạt, lúc lại ổ ạt tái đàn, dẫn đến cung vượt quá cầu và bị ép giá với áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi nông hộ vẫn chưa được chú trọng do đó năng suất hiệu quả chưa cao ngoài ra chăn nuôi nông hộ còn dễ lây lan và phát sinh bệnh tật do các hộ chưa tuân thủ nghiêm ngặt công tác thú y vệ sinh chuồng trại sự liên kết vẫn chưa nhiều khiến người chăn nuôi thường xuyên bị thua lỗ và giảm thu nhập do phí tổn vào các khâu trung gian một trong những giải pháp giúp chăn nuôi nông hộ phát triển mà các ngành chức năng đang thực hiện là xây dựng các mô hình nhằm cải thiện chất lượng đàn vật nuôi tại huyện sơn dương và một số địa phương khác cuối năm vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề án thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 với tổng kinh phí dự kiến trên 20 tỷ đồng. Đề án nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế đối với chăn nuôi nông hộ, góp phần xóa đói giảm nghèo và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Sơn Dương cũng như các địa phương khác trong tỉnh những năm qua các cấp các ngành trên địa bàn huyện sơn dương đã chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực để xây dựng nhà vệ sinh và công trình nước sạch tại các trường học phục vụ nhu cầu thiết yếu của học sinh Riêng năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương phê duyệt dự toán hỗ trợ Ủy ban nhân dân các xã thị trấn xây dựng công trình vệ sinh nước sạch cho các trường học trên địa bàn với tổng mức hỗ trợ trên 1 tỷ 660 triệu đồng để các xã thị trấn kết hợp nguồn kinh phí xã hội hóa xây dựng 47 công trình vệ sinh cho giáo viên, 17 công trình vệ sinh cho học sinh và 5 công trình nước sạch ở các điểm trường trung tâm. Đến nay đã có 5 trên 5 công trình nước sạch xây dựng xong và được đưa vào sử dụng để các công trình phát huy hiệu quả, các trường học trên địa bàn đã tổ chức phát động phong trào xây dựng trường lớp xanh sạch đẹp, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng và quán triệt thực hiện nội quy, quy chế quản lý sử dụng và bảo quản nhà vệ sinh, các công trình nước sạch đúng cách, đem lại lợi ích thiết thực cho giáo viên và học sinh các trường học. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, huyện Sơn Dương đã giả soát được 35 sản phẩm nông nghiệp có khả năng phát triển theo hướng hàng hóa trong đó hiện sản phẩm tinh bột nghệ tiến phát xã cấp tiến đã được sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lựa chọn hỗ trợ theo chương trình mỗi xã một sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp đang được huyện sơn dương tập trung thực hiện là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế trong sản xuất nông nghiệp việc triển khai chương trình đang tiếp sức cho nhiều xã phát triển nông thôn mới bền vững Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện trên địa bàn huyện Sơn Dương đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Sơn Dương. Được tổ chức từ năm 2009 đến nay, chương trình tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện đã có nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực. Chỉ tính riêng trong năm 2018 này, chương trình được tổ chức và phát động với 4 nội dung: Đông ấm cho em, Xuân tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng và đồng hành cùng nông dân. Qua các hoạt động tình nguyện, các bạn trẻ được tiếp cận với môi trường thực tiễn để học tập, trau dồi đạo đức, rèn luyện, công hiến và trưởng thành, có phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Bước vào mùa khô năm 2018-2019, nhờ triển khai khá đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng mà nguồn tài nguyên rừng ở địa phương được đảm bảo. Diện tích đất lâm nghiệp của huyện Sơn Dương chiếm 56,4% tổng diện tích đất tự nhiên. Với phương châm phòng là chính, chữa cháy phải khẩn trương kịp thời, ngăn chặn hạn chế đám cháy, không để xảy ra đám cháy lớn, cháy lan kéo dài. Đồng thời cơ động lực lượng ứng cứu kịp thời, làm giảm mức độ thiệt hại về rừng, con người và tài sản của nhân dân. Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Sơn Dương đã xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2018-2019 đồng thời xây dựng biện pháp cụ thể cho từng khu vực trang cấp các dụng cụ cho các ban chỉ đạo các xã thị trấn và các tổ bảo vệ rừng mặt khác thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm huyện với các cơ quan đơn vị và ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện và với các huyện giáp danh như đại từ tỉnh thái nguyên huyện lập thạch sông lô tỉnh vĩnh phúc trong công tác bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng Thực hiện chỉ đạo của Tri Cục Kiểm Lâm Tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Dương về công tác phòng cháy, cháy chữa cháy rừng năm 2018, Hà Kiểm Lâm, rừng đặc dụng Tân Trào là chúng tôi tổ chức kiểm tra việc thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng đã được phê duyệt của Ủy ban Nhân dân xã, của các chủ rừng, à, việc chuẩn bị huy động lực lượng, phương tiện để phòng cháy chữa cháy rừng, à, kiểm tra việc thực hiện an toàn về các phòng cháy chữa cháy rừng của các chủ rừng trên địa bàn. Bước vào đầu mùa khô năm 2018, Huyện Sơn Dương đã tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Minh Thành, thể hiện sự chủ động trong công tác này của huyện. Tăng cường sự phối hợp liên kết giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Huyện Sơn Dương đã tổ chức trên 200 hội nghị tuyên truyền luật bảo vệ và phát triển rừng, thu hút trên 18.000 lượt người tham gia. Cũng từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm huyện Sơn Dương đã kiểm tra phát hiện 40 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng trước hết là làm tốt cái công tác tuyên truyền đến cán bộ đảng viên và nhân dân để thực hiện cái việc mà phòng chống chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Từ qua cái buổi mà diễn tập và ngày hôm nay thì cán bộ đảng viên và nhân dân cũng nhận thức rõ hơn về cái trách nhiệm trong công tác quản lý và bảo vệ phát triển rừng và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Hiện tại mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở huyện Sơn Dương đang ở cấp cao hạt kiểm lâm Sơn Dương và hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào phân công nhiệm vụ cho kiểm lâm viên xuống địa bàn bám dân, bám rừng, tăng cường nhiệm vụ tuần tra, canh gác và xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Ở huyện Sơn Dương, những nông dân làm chủ khoa học kỹ thuật đã xuất hiện ngày càng nhiều. Với hình thức sản xuất sạch, liên kết chuỗi đã mang đến sản xuất ổn định và một cuộc sống khác đã đến với nhiều gia đình nông dân ở đây, đủ đầy và ấm no hơn. Trên diện tích 5.000 mét vuông này, anh Khuya và gần 30 nông dân khác ở xã đặc biệt khó khăn như Bình Yên của huyện Sơn Dương đang thành công với mô hình trồng nấm sạch. Mỗi năm, Hợp tác xã Nấm Sạch Bình Yên sản xuất hơn 60 vạn bịch nấm, cung cấp ra thị trường gần 30 tấn nấm thành phẩm, thu về hàng tỷ đồng. Hiện Hợp tác xã này đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các siêu thị, công ty ở nhiều tỉnh thành trong nước. Với những thành công này, từ năm ngoái, Hợp tác xã Sản xuất Nấm Sạch Bình Yên đã mở rộng quy mô sang các xã Đồng Quý, Tri Thiết, Văn Phú, Hồng Lạc của huyện Sơn Dương, đồng thời cung ứng phôi nấm bao tiêu sản phẩm cho người dân. Làm nấm này thì mỗi tháng trung bình các thành viên như mình này làm cả treo bình nấm mà làm tại đây. Thì mỗi tháng được 7 đến 8 triệu trên một tháng thì tính trung bình ra thì cái lượng thu nhập của mình thì cũng tăng lên đáng kể và cải thiện cuộc sống cho cả cả gia đình và chính bản thân mình. Từ lúc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đến bây giờ chuyển đổi sang cây nấm đến hiện tại bây giờ chính bản thân tôi và các thành viên ai cũng có một cái cuộc sống khá giả hơn ngày trước rất là nhiều. Khác với làm nông nghiệp truyền thống, khu nhà lưới của người nông dân này là nơi thực hiện gieo trồng rau quả theo phương pháp thủy canh có quy mô 1.000 m2 được thiết kế tự động hóa. Ở đây người nông dân chỉ cần làm việc khi vào giống rau và lúc thu hoạch. Giữa tháng 8 vừa qua, những sản phẩm rau đầu tiên của anh Lâm đã ra mắt thị trường. Trung bình cứ 35 ngày, công ty sẽ xuất ra thị trường một lứa rau. Sản phẩm của trang trại này hiện không đủ để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Cái cái quan trọng nhất đấy là có thể canh tác ở mọi điều kiện thời tiết và mọi mùa. Thứ hai nữa là sẽ là hướng đến canh tác nông nghiệp sạch, thực sự sạch. Năng suất của cây trồng thì chắc chắn là có thể tăng năng suất hoặc là tăng vụ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với bên Những người nông dân như anh Khuya, anh Lâm không chỉ cung cấp cho người tiêu dùng nguồn thực phẩm sạch mà còn mang đến cái đích vì môi trường xanh, vì sức khỏe cộng đồng và vì cả sự phát triển của địa phương. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây ở Sơn Dương, cũng đã có không ít những ông chủ là nông dân đã thành công, có thu nhập tốt, thậm chí có thể làm giàu từ việc làm nông nghiệp khi biết kết hợp giữa sản xuất bài bản gắn với liên kết trong sản xuất. Xã Phú Lương là một trong những xã thuộc vùng hạ huyện Sơn Dương với 11 thôn và trên 1.500 hộ dân sinh sống, chủ yếu phát triển kinh tế từ nông nghiệp. Việc hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nhà văn hóa gắn với sân thể thao trước một năm là động lực để chính quyền địa phương cùng người dân tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu tiếp theo, sớm đưa xã Phú Lương về đích nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Từ khi nhà văn hóa thôn Phú Sơn hoàn thành, chiều nào cũng vậy, dù công việc bận rộn đến đâu, nhưng gác lại mọi vất vả của một ngày, bà con trong thôn hầu hết đều có mặt tại đây tham gia giao lưu thi đấu thể thao, hết sức sôi nổi và vui vẻ. Trong quá trình xây dựng thì bà con rất là đồng tình ủng hộ vì có cái nhà văn hóa là có sân chơi thể thao cho thôn bản rất là vui vì có cái nhà văn hóa này là hàng ngày là cứ về buổi chiều hoặc là trưa có khi tối là chúng tôi sinh hoạt cái bóng truyền ạ. Nhà văn hóa gắn liền với sân thể thao chỉ là một trong 19 tiêu chí nông thôn mới. Nhưng từ việc sớm hoàn thành xây dựng 11 trên 11 nhà văn hóa trước kế hoạch một năm cho thấy, nếu chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu được nội dung và công việc cần làm, cũng như lợi ích của việc làm đó đem lại, thì sẽ nhận được sự đồng thuận của người dân. Từ cái lợi ích và uh, sự cần thiết của cái sự xây dựng nhà văn hóa thì uh, bà con nhân dân cần có những uh, sân chơi để có những khu vực uh, sân chơi để là tập trung uh, giao lưu văn hóa. Do vậy, thì uh, sau khi chúng tôi triển khai các cái uh, nghị quyết trên thì được rất nhiều uh, bà con là rất là đồng tình ủng hộ cho vậy là chúng tôi đã thực hiện xong cái chương trình xây dựng nhà văn hóa thôn là, là đặc biệt đã hoàn thành theo đúng kế hoạch là trong trước một năm từ thành công trong việc phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, xã Phú Lương tiếp tục thực hiện các mục tiêu nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra. Chuyên mục Sân Dương đổi mới và phát triển số tháng 11 năm 2018 của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại